Thân ái chào tất cả các anh chị em trên Hội Thánh Thiền Giáo Thiên Đường đây. Điều kỳ diệu và vui thích mà tôi muốn chia sẻ trước tiên đó là tôi đang ngồi ở trong nhà của cụ Quốc, là một trưởng lão trong Hội Thánh Tacoma. Rồi kế bên là có cô Thanh Hòa. À, vợ tôi đây là một cái hình thức thờ phượng của Hội Thánh Trên Đường Dây rất là đặc biệt, là dù chúng ta ở xa nhau nhưng mà chúng ta vẫn có thể gần nhau hơn là bình thường, là nghe được lời Chúa chung với nhau, cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. Một đề tài mà tôi luôn luôn quan tâm, và tôi nghĩ rằng chính anh em là môn đồ của Chúa cũng quan tâm, là ý Chúa muốn chúng ta làm nên ý nhân Chúa, mà muốn làm nên ý nhân Chúa thì Chúa muốn chúng ta sống có kết quả cho Chúa. Và Chúa nói rằng nếu mà chúng ta làm nên ý nhân Chúa, kết quả cho Chúa, thì chúng ta mới xứng đáng là môn đồ của Chúa. Vì vậy cái đề tài kết quả là gì, làm thế nào để kết quả, làm thế nào để kết quả nhiều hơn, đó là mối quan tâm của mỗi chúng ta. Khi đọc lời của Chúa thì tôi thấy bàn bạc ở trong Kinh Thánh có rất nhiều cái câu nói về kết quả cho Chúa, nói về cái ý niệm của sự gieo giống, của sự gặt hái, gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít. Rồi Kinh Thánh cũng có nói đến cây tốt thì có trái tốt, cây xấu thì có trái xấu, vì xem trái thì biết cây. Chính vì vậy mà buổi tối hôm nay tôi muốn nói về kết quả là kết quả gì. Rồi tôi sẽ nói về làm thế nào để chúng ta có kết quả nhiều hơn. Đề tài này tôi cũng đã trình bày rồi, nhưng mà mỗi lần suy nghĩ đến thì tôi nghĩ rằng chắc chúng ta phải ôn đi ôn lại để mình thấy và học hỏi thêm. Bởi vì bữa tối hôm nay tôi cũng có thêm một vài ý rất là hay mà Chúa dạy dỗ tôi trong thời gian vừa qua. Amen. Kết quả là gì? Hay là chúng ta hình dung ra một cái cây. Ví dụ chúng ta đang ở mùa đông và sắp tới mùa xuân. Hôm nay thì về âm lịch thì đã bắt đầu qua mùa xuân rồi. Thì mỗi lần chúng ta thấy mùa xuân đến thì cây cỏ nước lọc, và từ cái giếng nước lọc đó nó sẽ xuất hiện những cái bông. Cái bông rồi sau một thời gian chúng ta có thể có trái. Thì cái trái thì nó ở bên ngoài, cái bông cũng bên ngoài, nhưng mà ở bên trong của một cái cây đó, nó phải có một cái sự sống, có cái dòng lưu thông, dòng sự sống nó lưu thông ở trong cái cây từ gốc cho tới ngọn. Cho nên cái điều quan trọng là muốn có kết quả cho Chúa, chúng ta phải có sự sống của Chúa. Một cái cây chết thì không có cách nào mà nó ra trái được, nó chết. Nhưng mà một cây sống thì nó sẽ đâm hoa kết quả. Và cái sức mạnh của sự sống nó thể hiện khắp mọi nơi. Có nhiều cái cây mà nó có thể che lấp cả một cái vần đá, hoặc là nó đẩy một cục đá lớn lên cho chúng ta thấy được cái tiềm năng của sự sống. Cái sự sống bên trong mà tôi học được nó cũng giống như chữ to be, và sự sống ở bên ngoài mà tôi học được giống như cái to do. Nếu mà lòng của chúng ta đầy dạy Chúa đó, thì nó sẽ sản sinh ra kết quả là người ta nhìn thấy Chúa ở bên trong như thế nào thì nó hiển lộ ra bên ngoài thế ấy. Cho nên cái bông trái đầu tiên bên trong chúng ta sẽ hiển lộ ra, đó là mỗi người môn đồ của Chúa phải nhờ ơn Chúa để sống, để làm việc, để học hỏi, để suy nghĩ giống như Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu là cái bông trái đẹp nhất và càng ngày càng được quý trọng nhất
trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn những môn đồ của Chúa, những người con của Chúa càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Tôi suy nghĩ đến tính tình Chúa Giêsu là như thế nào mà chúng ta có thể giống được. Có nhiều điều chúng ta không thể làm như Chúa Giêsu, chẳng hạn như chúng ta làm phép lạ thì chúng ta làm không được. Nhưng mà chúng ta có thể học nơi Chúa Giêsu ở cái tâm tình của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là một người khiêm nhường. Cái sự sống của Chúa Giêsu là một sự sống phi thường, nhưng mà nó lại hàm chứa trong đó một cái sức mạnh tâm linh, một cái phần mềm quan trọng, đó là sự khiêm nhường, sự hạ mình. Trong đó nó pha lẫn sự thánh khiết của Chúa. Nó dẫn đến cái tiếng tốt, cái danh thơm. Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng với Chúa Trời và người ta. Đó là những cái bản tính nó phát từ bên trong. Chúa Giêsu hy sinh vì người khác. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Chúa Giêsu đầy dẫy sự khôn ngoan của Chúa Thánh Linh. Thánh Linh là đấng khôn ngoan. Chúa Giêsu có lòng rộng rãi. Chúa Giêsu ban cho. Chúa Giêsu chính trực công bình. Chúa Giêsu chúc phước ban ân điển. Chúa Giêsu có lòng tha thứ. Ngài nói rằng ta không định tội ngươi đâu, hãy đi đừng tái phạm. Chúa Giêsu là sự sống, là hướng dẫn. Chúa Giêsu là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Và Ngài mong muốn chúng ta cũng vậy. Cả dân tộc Mỹ tôi thấy họ rất là hay ở cái chỗ là tóm lại một có mấy chữ thôi, nhưng mà nó diễn tả rất là nhiều. Trên mỗi đồng bạc đô la của người Mỹ có cái chữ là In God We Trust. Chúng tôi tin cậy Chúa. Chúng tôi nhờ cậy Chúa. Chúng ta sống là tin cậy và vâng lời Chúa. Cái chiều sâu của bên trong của sự sống nó mới hiển lộ ra bằng những cái trái của Thánh Linh, chẳng hạn như là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái bản tính của Chúa Giêsu, những bông trái, những kết quả mà nếu chúng ta đặt Chúa Giêsu vào trong đó thì chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa vui mừng, Chúa bình an, vân vân. Và chúng ta cũng ước ao chúng ta sống đầy dẫy cái bản tính của Chúa Giêsu. Mà khi chúng ta đầy dẫy hình ảnh của Chúa Giêsu thì người ta thấy Chúa Giêsu trong chúng ta và người ta được thu hút đến với Chúa Giêsu qua chúng ta. Vì vậy, cái kết quả là những linh hồn của con người, những người mà chúng ta giúp đỡ cho họ connect với Chúa, liên lạc với Chúa, liên hệ với Chúa. Và đó là những kết quả lớn nhất, quý nhất mà Đức Chúa Trời mong muốn và chúng ta cũng mong muốn. Bây giờ làm thế nào để được kết quả và được kết quả nhiều hơn? Ở trong sách tên là Giang đoạn 15 chúng ta đã nghe đọc, thì tôi thấy có một số những cái ý rất là quan trọng để chúng ta có kết quả và có kết quả nhiều hơn. Hay là khi chúng ta cái cây có ra trái và trái nó đậu, được sử dụng, nó bổ ích cho người khác khi sử dụng. Điều thứ nhất mà tôi nghĩ rằng đây là một cái bí quyết để chúng ta có kết quả và kết quả nhiều hơn là thứ nhất lại cứ ở trong Chúa Giêsu. Giống như cái nhánh nho nó phải cứ ở trong cái thân và gốc của cây nho. Nếu mà nó tách rời ra thì nó không có sự sống. Và không có sự sống thì không thể có kết quả. Chúa Giêsu là gốc. Và từ nơi Chúa Giêsu, giống như từ cái thân cây nó tới cái mạch sống, nó truyền đến các thân cây. Tôi học được cái bài học làm thế nào để cứ ở trong Chúa, để giữ sự hiệp nhất với Chúa là điều quan trọng. Vào thế kỷ thứ 17, có một người Pháp tên là Nicolas đã học cái cách ở trong Chúa
bằng một từ ông gọi là thực hành sự hiện diện của Chúa. Và đó là Brother Lauren. Ông có soạn những cái cuốn sách và xin lỗi, có anh em chị em có nghe tiếp tục được không? Dạ được, dạ được, bây giờ được. Tự nhiên một lúc không có hơi mất khoảng. Vâng, xin lỗi, tôi nói tiếp là ông Nicola sau này ông có tên là Brother Lauren, ông soạn một cuốn sách là kinh nghiệm hay là thực hành sự hiện diện của Chúa đó. Trong đó ông có đưa ra nhiều cái kinh nghiệm để cho chúng ta được ở trong Chúa. Trong đó có cái sự ý thức rằng mình đang ở gần Chúa, Chúa ở với mình, mình cầu nguyện với Chúa thường xuyên, mình suy nghĩ rằng Chúa đang ở bên cạnh, mình có thể nói chuyện, nói từng câu ngắn ngắn thôi, nhưng mà nó diễn tả cái sự thân mật, trò chuyện với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ. Thì chúng ta có thể học hỏi nhiều thêm, anh em có thể suy nghĩ thêm về cái ý niệm của cái sự ở trong Chúa, giữ cái sự hiệp nhất, cái liên hệ hữu cơ của mỗi người chúng ta đối với Chúa. Điều thứ hai là hãy chăm sóc cái bộ rễ của mình. Bộ rễ là cái phần mà chúng ta không thấy được, nhưng mà nó rất là quan trọng. Kinh Thánh nói rằng đáng Chúa phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Chúa Trời. Người ấy như cây nho, xin lỗi, như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngồi khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Cái câu này nó bắt đầu bằng cái chữ đáng Chúa phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Chúa Trời. Người ấy như cây trồng gần dòng nước. Cho nên muốn chăm sóc bộ rễ của chúng ta thì chúng ta phải nhờ cậy Chúa. Chúng ta phải liên lạc với Chúa. Và mỗi ngày chúng ta phải sâu nhiệm ở trong Chúa, đâm rễ trong sự yêu thương, đâm rễ vững nền trong đức tin. Có nhiều cái ý trong cái vấn đề giữ bộ rễ. Muốn giữ bộ rễ là chúng ta giống như hình dung một cái cây mà nó trồng gần dòng nước. Cái bộ rễ nó sẽ giúp để chúng ta hấp thụ những cái chất bổ để nuôi cơ thể, và những cái Chúa sẽ biến hóa khi nhờ cái qua sự bộ rễ để nó sẽ sinh ra những cái trái ngon, trái ngọt. Thì thứ ba là muốn kết quả chúng ta phải chịu Chúa tỉa sữa. Đây là một cái ý rất là quan trọng mà thơ Hebrew đã đề cập đến, giống như là đứa con mà cần phải chịu cha mẹ sửa dạy đó. Ở con chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, vì khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt cả ngày yêu, hễ ai mà ngài nhận con thì ngài cho roi, cho vọt. Và Chúa cũng giải thích về vấn đề tỉa sữa này như thế này là: ví bằng anh em chịu sửa phạt hay là một cái cây được tỉa sữa đó, thì ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thai, cũng chi cha về phần hồn chúng ta chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Và cha về phần xác thì biết mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta mà sửa phạt kẻ biến chúng ta.
lỗi quý vị nào có để cái máy gần nhà, xin tắt cho. Xin vui lòng tắt cho. À, kiểu chứa tự sửa là một vấn đề rất là quan trọng, bởi vì cũng dạy chúng ta về cái ý niệm chữa sửa. Chúng ta phải từ bỏ, chẳng hạn như là trong Matthew đoạn 18, tôi thấy trong kinh thánh này, nếu tai hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi, vì thà ngươi què chân hay là cụt tai mà vào nơi hàng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, kẻ mất mà ném nó cho xa ngươi đi, vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hàng sống, còn hơn là đủ cả hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Rõ ràng ở đây là lý do của sự tiện sửa, bởi vì nó ảnh hưởng đến cả cái số phận, cả tương lai của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là những cái tội lỗi hay là những cái trở ngại mà nó khiến cho cái cây nó không còn dính với gốc cây và không thể nào kết quả được. Hoặc là chính những cái đó nó hút hết những cái sinh lực của chúng ta, cho nên Đức Chúa Trời đành lòng phải tỉa sửa. Và chúng ta phải chấp nhận sự tỉa sửa và cầu nguyện: Chúa ơi, điều gì ở trong con mà gây trở ngại cho sự kết quả cho Chúa, cho sự vinh hiển Chúa, thì xin Chúa chặt hết, xin Chúa loại hết, và giúp cho chúng con có đủ can đảm để loại hết tất cả những cái gì đó. Giống như là thậm chí Chúa nói là có một cái tai hoặc là cái mắt cũng phải chặt và quăng đi. Từ câu kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là Chúa nói về phương diện thuộc linh chứ không phải nói về phương diện thuộc thể. Nếu mà chúng ta móc con mắt thì có bao nhiêu con mắt để mà chúng ta móc, hoặc là có bao nhiêu cánh tay để chúng ta chặt. Nhưng mà ở đây nói lên cái quyết tâm là chúng ta phải chấm dứt cái nguồn, cái nguyên nhân nó gây nên cái hậu quả mà Chúa muốn chúng ta giải quyết. Và điểm thứ tư là chúng ta hãy loại bỏ cỏ dại. Cây không có trái nhiều bởi vì cỏ dại gai gốc nó chen lấn. Trong kinh thánh tôi thấy đây là một cái ý rất là hay để chúng ta mỗi người phải nhờ ơn Chúa mà nhìn thấy những cái trở ngại khiến chúng ta không có đem hoa kết quả. Hay là trong cái thời điểm này, nếu mà anh em cảm thấy mình chưa có kết quả thì chúng ta xét lại có cái lý do gì đó. Những lý do nó có thể nó nhỏ, hoặc là những lý do đó chúng ta không để ý, nhưng mà thật sự nó rất là quan trọng. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thí dụ mà Chúa nói về vấn đề gieo giống đó có mấy ý như thế này: hột giống là đạo Đức Chúa Trời, rồi phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Khi chúng ta đi tìm giáo thì chúng ta cũng để ý điểm này, là chúng ta cần phải gieo nhiều chúng ta mới gặt nhiều. Nhưng mà gieo thì chúng ta để ý rằng không phải là tất cả đều có kết quả, bởi vì những kẻ nghe đạo, ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng của họ, khiến họ không có thể được cứu được. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, tin tạm mà thôi, nên khi thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Như vậy cái rễ ở đây rất là quan trọng. Một người mà một cái hạt giống nó phải có rễ, dĩ nhiên là nó phải có thời gian. Chúng ta không có thể đi ra gieo là chúng ta đòi gặt liền. Chúng ta nhờ ơn Chúa để mà chăm sóc, để mà tưới, để mà vun xới cho đến khi có rễ. Và thậm chí ở đây là họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Dĩ nhiên là nó cũng có thời gian ở đây, nhưng mà thời gian nó không có kết quả, nên khi thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Điều này khiến cho tôi nghĩ đến là mưa sa, nước chảy, gió lay, sô động đó. Điều đó nó xảy đến với tất cả mọi người, nhất là đối với những người mới tin Chúa, khi mang quỷ nó giành giật. Và Kinh Thánh nói như thế này: phần rơi vào bụi gai
là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này, làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Câu Kinh Thánh nói rất là rõ là không thể có kết quả được nếu mà cỏ dại nhiều quá, chẳng hạn như là sự lo lắng đời này, những lo lắng và những ham muốn về giàu sang sung sướng ở đời này, tốt hết kia giờ, làm cho đạo phải bị nghẹt ngoài, không dành thời giờ cho Chúa, không dành thời giờ cho hội thánh, không dành thời giờ để hầu việc Chúa, thì không thể có trái, mà có trái thì cũng không có đạo, có trái thì không có chín. Ông Phaolô cũng dạy dỗ người tín đồ, nhất là chúng ta là con cái của Chúa, để sự lôi cuốn đời này, sự lo lắng đời này, sự tham lam ở đời này là một trong những trở ngại mà chính chúng ta cũng phải coi chừng. Bởi vì gửi thơ cho Timôthê thì Phaolô nói như thế này: và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì được đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mặc đẩy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Đời sống của chúng ta cũng có kết quả là điều rất là tốt, ước mong rất là tốt, nhưng mà không dễ để chúng ta có kết quả bền lòng, hay là kết quả mà Kinh Thánh gọi là cái chúng ta đậu đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta nhìn thấy những cái trở ngại và chúng ta loại bỏ. Ở trong cái phần tỏ dạy này thì tôi cũng nhìn thấy ông Phaolô nhắc lại, đó là hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Vậy hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, tiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Đó là những câu hết sức là quan trọng. Chúng ta không có thể nương dựa nơi đời này hay là của cải được. Chúng ta chỉ nương dựa nơi chính mình Chúa mà thôi. Như vậy thì anh em có biết là để được kết quả nhiều hơn chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, hãy cứ ở trong Chúa. Thứ hai là hãy chăm sóc bộ rễ của mình. Thứ ba, hãy chịu Chúa tỉa sữa. Thứ tư là loại bỏ gai gốc, lắng lướt hay là chèn ép, chen lấn vào đời sống của chúng ta. Và hôm nay có một cái bài học mới mà tôi học được từ nơi Chúa, chia sẻ với anh em cái điều thứ năm. Điều thứ năm là chúng ta phải tìm và diệt những con chồn phá hoại vườn nho. Đây là một cái ý mới mà tôi học được từ nơi Chúa. Nó nằm ở trong sách Nhã Ca, đoạn 2 câu 15. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông. Cảm ơn Chúa, công việc chưa của Hội Thánh Truyền Giáo trên đường dây bắt đầu trổ bông. Và cảm ơn Chúa có thêm nhiều người tham gia. Và tôi thấy đây là một cái điều phấn khởi, bởi vì Chúa đặt cái tình thương nơi Chúa, tình thương nơi đồng bào, nơi cái tấm lòng, nơi những cái kết quả là những linh hồn được cứu, được sự tái sanh, nơi nhiều người theo Chúa, nơi cái phần thưởng mà Chúa ban chúng ta. Chúng ta muốn trồng, muốn tưới và mong Chúa làm cho lớn lên. Tôi thấy khi mà bắt đầu qua mùa xuân thì cái cành cây nó bắt đầu nó nứt lọc ra. Nhưng mà để ý là
có những con chồn nó leo vào trong một cái đám vườn nho đó, và nó, cái mầm nó mới đứt lên là nó bắt đầu nó phá, nó cắn, hay là nó làm cho không còn cái đột hay là cái mầm á, nó phát triển được. Cho nên cái bài thơ trong Nhã Ca nói rằng hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông. Và tôi ước ao tất cả anh chị em trên hội thánh Đường Dây nhớ đến cái câu này, để mà chính mỗi người chúng ta phải nhờ ơn Chúa bắt cho được những con chồn, những con chồn phá hoại công việc của Chúa. Và nó rất gần của chúng ta, hoặc là nhiều khi chúng ta không để ý. Chúng ta đặt câu hỏi những con chồn mà Kinh Thánh nói đây là gì? Tôi thấy có một vài cái ý ở đây, đó là con chồn kiêu ngạo, con chồn tự cao, con chồn ích kỷ, con chồn cố chấp, con chồn không tha thứ, không vâng lời, và nhất là con chồn cay đắng ở trong lòng. Những con chồn vô cảm, dửng dưng, những con chồn mà Kinh Thánh nói như là bàn tay yếu đuối, đầu gối lỏng lẻo, rễ đắng châm ra. Đó là những cái con chồn mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để dẹp bỏ, hay là tìm bắt cho được và loại ra khỏi. Chúng ta có thể làm bằng nhiều cách, hoặc là rào dậu cho tốt, hoặc là bẫy. Chúng ta làm công việc gì để cho cái mầm nó được tự do và nó phát triển. Trong đời sống tâm linh, cái dĩa bên trong nó phát xuất từ bên trong rất là quan trọng. Sách Hebrew có nói đến trường hợp là hãy cầu bình an cho mọi người, tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa Trời. Khác coi chừng, kẻo có kẻ chặt phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rẻ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong em chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì bị loại bỏ, vì dẫu người có khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, cũng có một số người như là Ê-sau khinh quyền trưởng nam, không thấy giá trị mà Chúa ban cho mình và bị mất. Đây chính là điểm mà chúng ta nhờ ơn Chúa để giúp đỡ. Cảm ơn Chúa đã kết hợp các anh chị em để xây dựng hội thánh. Và tôi suy nghĩ đến trong tương lai đây, chúng ta có thể gặp gỡ nhau với một cái hình thức mới hơn, chẳng hạn như là mặt thấy mặt nhau qua đường dây, hoặc là chúng ta thấy là mỗi người có nhiều học trò mời vào tham gia, hay là có nhiều cái nhóm, chẳng hạn như hôm nay chúng ta cũng muốn 5 người ngồi lại để mà học hình thánh chung. Chúng ta thấy cũng có trở ngại, chẳng hạn như là mình tự nhiên cái máy nó ồn ào lên, hoặc là nó bị cắt đứt, hoặc là nó cái vấn đề thông tin nó không được lưu loát. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng ước mong là tốt, nhưng mà có những trở ngại chúng ta phải học, phải cầm chừng, phải để ý và nhờ ơn Chúa góp phần để cho nó thông suốt và công việc Chúa được tốt. Để kết luận, tôi muốn đọc cái Thi Thiên đoạn 1, câu 1 đến câu 3 thôi, để chúng ta cùng suy nghĩ, và nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ thành công và có kết quả cũng như kết quả nhiều hơn. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Đây là một cái lời hứa cũng như là một cái viễn ảnh hết sức là đẹp đẽ, khi chúng ta giống như những cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thời tiết, lá chẳng tàn héo, mọi việc chúng ta làm đều sẽ thành vượng.
Nhưng mà tôi lại thấy có một cái ý ở đây, đó là nó có cái điều kiện, đó là chúng ta phải để ý mình theo ai, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Thứ hai là chúng ta đứng ở đâu, chẳng đứng trong đường tội nhân. Chúng ta ngồi ở đâu, chúng ta không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Và chúng ta suy gẫm, vui vẻ, tìm kiếm và nhờ cậy Chúa để mỗi ngày chúng ta có linh đương nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta đang có những kết quả thấy được cũng như chưa thấy được, và Chúa đang dùng chúng ta, và Chúa đang dẫn dắt chúng ta. Tôi sẽ nghĩ đến chúng ta đang bước vào những ngày đầu đầu năm, hiện nay mới vào dịp Tết thì nhiều người đang tham gia truyền giáo, nhưng mà chúng ta có để ý rằng Chúa giao cho chúng ta để chăm sóc ai không? Nếu mà chúng ta gieo mà chúng ta không có gặt, hoặc là chúng ta gặt rồi là chúng ta không bảo vệ, hoặc là chúng ta sinh mà chúng ta không có dưỡng, chúng ta không muốn sinh, hoặc là những chúng ta để cho bệnh hoạn xảy ra. Đây là một cái vấn đề mà nó có nhiều ý nghĩa lắm, bởi vì cái sự ví sánh của Chúa về vấn đề đời sống của những con cái của Chúa thì còn giống như là một đứa đứa bé, đứa trẻ nó cần phải được chăm sóc và cần được mạnh khỏe thì nó mới khôn lớn được. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy phải rất là cẩn thận, và nhờ ơn Chúa mỗi người bảo vệ sự nghiệp, mỗi người góp phần để làm cho thân thể của Đấng Christ, để làm cho bầy của Chúa, để làm cho những cái cây nó có bông, nó có kết quả và nó ích lợi cho nhiều người sử dụng đến. Rồi xin Đức Chúa Trời ban bình an và phước hạnh trên hết thảy anh em đang lắng nghe lời của Chúa, và cầu xin Chúa gìn giữ ông bà anh chị em trong những ngày sắp tới để sống có kết quả, làm vinh hiển danh Chúa. Amen.